Video clip này chào mấy bác nha. Em có một con S35, nó rất là mạnh và những dòng này xài rất là trâu bò. Và con này con nguyên bản từ Nhật về nổ luôn đấy. Và số lượng thì nó có hạn thôi, nó không có nhiều. Không phải là không có nhiều mà không có nhiều với cái giá đó. Bên em cố gắng em bán chiết giảm bớt nó đi, bởi vì những con máy bên em lời em lời rồi. Thì những con này em chiết giảm xuống lời khoảng 100.000 con là cho lên được. Còn tin hay không ở mấy bác, em không nói rõ ràng mà. Tin hay không ở mọi người thôi. Đây em thử máy. Thì nghe tiếng máy nó tăng tăng không? Rất là bốc nha. Thì bán đi cho nó bớt, bán đi cho nó bớt nha mấy bác nha. Và những cái con S35 này này, về mấy bác phát cỏ cỡ nào nó không bao giờ nó y, nó e đâu nha. Rồi ok mấy bác, bây giờ mấy bác sẽ được coi video khi mà nó về luôn. Rồi bên em chịu 9 bao ship tận nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Mua con ăn cọc cho bên em. Con này chào mấy bác nha. Em có một con máy vô xăng nổ luôn này. Đây, mấy bác coi này. Còn dơ mem luôn. Cái này em sẽ thay cho mấy bác nha. Bên em nhiều lắm. Cái này thì nhiều. Cái này cực kỳ nhiều luôn. Nên mấy bác yên tâm. Ok, bây giờ em nổ cho mấy bác nghe. Hơi này. À, hơi này. Ok, để nổ nhá. Mấy bác coi con máy nó nhịp nhịp luôn đấy. Bịt bôi đã tắt nha. Đây, mã số đây, 485 đuôi. S35F 36 ly 35cc. Bác nào mua ủng hộ nha. Thì chốc nay em sẽ làm một video đầy đủ hết để mấy bác có thể lựa chọn. Đó, con này chưa rửa. Bây giờ bắt đầu bên em đưa vô là bắt đầu rửa nha mấy bác nha. Rửa xong là bao kem. Giờ mem luôn này. Về vô xăng nổ luôn. Bây giờ bắt đầu vệ sinh nha. Đây. Màu mè còn đẹp nha mấy bác nha. Vừa rớt điện thoại. Rồi ok mấy bác. Xả luôn cho nhanh. Bán 1.9 triệu thôi. Bao ship không cần phụ kiện. Coi kỹ nha. Rồi bây giờ rửa.